Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với xe hơi cũ tăng cản. Hôm nay là một video dành cho anh chị chúng ta yêu thích cái mẫu xe Innova số tự động mà đời mới nha, đời cao 2020. Và anh chị nào chúng ta đang có một nguồn tài chính cũng vừa phải và chúng ta cần vay ngân hàng để mà mua xe thì đối với mẫu xe này anh chị chỉ cần trả trước 290 triệu thôi là chúng ta đã sở hữu được mẫu xe này rồi. Với mức giá chào bán của chiếc xe này là 795 triệu, anh chị trả trước là 290 triệu là chúng ta có thể là mua được chiếc xe Innova số tự động 2.0G 2020 đi được 45.000 cây. Xe màu trắng ngọc trai rất là đẹp nha anh chị. Về chất lượng xe thì bên Thắng cam kết cho mình rồi, nên chúng ta không cần phải lo về chất lượng. Ngoài ra thì anh chị mua xong còn được cấp một cái sổ bảo hành 1 năm hoặc là 20.000 km về động cơ và hộp số nữa. Mọi thứ chỉnh chu tại hãng. Vay ngân hàng thì chỉ cần trả trước 290 triệu thôi. Tổng quan về xe nè anh chị, xe đã được bên Thắng làm đẹp cũng như kiểm tra chất lượng xong rồi. Anh chị mà lên được thì trước khi mà bàn giao bên Thắng sẽ cho đánh bát đánh bóng lại nha. Tại vì đậu xe bên ngoài dưới ảnh hưởng của thời tiết thì cái xe màu trắng nó hơi bị ố. Thì trước khi mà bàn giao đến anh chị thì bên Thắng sẽ cho đánh bát đánh bóng lại một lần nữa. Anh ta yên tâm. Và cái màu trắng này rất là đẹp nha anh chị, màu trắng ngọc trai hay gọi là trắng đặc biệt á, trắng ca mây. Xe thì bên trong xe đã được chủ lên cái trần 3D nè, và chảy sàn nè. Túi đồ nghề con đội thì vẫn còn nguyên trong đây và chìa khóa thì vẫn còn hai chìa. Những mẫu xe Innova thì quá quen thuộc với anh chị rồi. Xe 8 chỗ rộng rãi nè, gầm cao, độ bền cao và cái chi phí mà nuôi xe cũng thấp nữa. Mỗi lần bảo dưỡng thì đâu đó tầm khoảng 800 đến 1 triệu 2 thôi. Bên trong xe nè anh chị, trong xe thì có ghế da, trải sàn, vô lăng phím chữ không bị bay màu, điều hòa tự động, xe có cân bằng điện tử nè anh chị, hộp số tự động là 6 cấp nha, bệ thì tay lớn nè, trần xe bọc lại cái màu này cũng đẹp nha anh chị. Innova số tự động. Phía sau xe thì đối với dòng 2.0G phiên bản số tự động, chúng ta có thêm trang bị thêm cái bàn ăn để anh chị có thể để cái laptop hay là chúng ta có thể ngồi ăn uống trên đây cũng được. Chỗ này thì để cái chai nước nè anh chị. Còn bên trên thì chúng ta có được cái đèn viền trần đó. Khi đi ban đêm thì nó sáng làm xe mình sang hơn nha. Xe này thuộc dòng 8 chỗ Innova số tự động 2020 2.0G đi được 45.000 cây. Giá chào bán mẫu xe này là 795 triệu và anh chị vay ngân hàng thì chúng ta trả trước là 290 triệu nha. Xe này còn vay được 7 năm nha anh chị, trả góp trong vòng 7 năm, thời gian nó cũng xa á. Và mỗi tháng chia ra thì mỗi tháng anh chị chúng ta sẽ nhẹ cái phần mà trả trước, nhẹ cái phần mà trả hàng tháng, chúng ta đỡ lo hơn. Thì đặc điểm của những mẫu xe mà đời cao á, chúng ta sẽ được vay thời gian dài nha anh chị. Rồi, nếu như anh chị quan tâm mẫu xe này thì gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể qua điện thoại trước, rồi hỗ trợ anh chị coi xe thực tế và lái thử nha. Rồi, Thắng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.